Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới an lành nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm rễ cho hai cái cây sứ kim tự tháp này đây. Thì vừa rồi mình cũng làm hết 7 cây rồi. Đó, những cây này là mình làm rồi nè các bạn. Thì hôm nay nó được 1 tháng rồi đó. Thì vừa rồi là mấy cây này là 9 cây này, tất cả là mình mua một là 9 cây nữa các bạn. Thì mình về mình chăm cho nó là được 1 tháng, xong mình làm rễ cho nó. Thì hôm nay nó được thêm 1 tháng nữa là 2 tháng rồi. Thì vừa rồi mình có làm 7 cây. Đó, còn hai cây này thì hôm nay bắt đầu là mình mới làm, mình mới chia sẻ cho các bạn cùng xem. Đây là đó, cái cây cây rằm này các bạn thấy là nó phát triển khỏe rồi này. Thì vừa rồi về cũng xả tàn xả nhánh nó hết. Đây cây nữa. Cây này thì các bạn cũng quá quen thuộc với nó rồi. Đó, cây này là mình nó bị hư nhánh rồi các bạn. Đó mình ghép cho nó nè. Thì hôm nay nó ăn rồi nha các bạn, nó phát triển khỏe rồi nè, nhưng mà có cái là nó không khỏe bằng cái nhánh bên kia thôi. Tại nó bị tổn thương quá nặng. Ngày hôm nay tàn nhánh của nó ra cũng rất nhiều. Đó. Bảy cây này là mình làm rễ nó rồi nè các bạn. Ngày hôm nay là nó phát triển tược lá ngon lành hết luôn rồi nha các bạn nhé. Có thể là rễ nó cũng ra rồi đó. Để có gì tuần tới mình trồng lại hai cái cây này rồi mình khám phá bộ rễ nó coi xem sao. Các bạn thấy tược nó không? Cứ mỗi một mình vừa rồi là mình xả hết tược luôn nha, ngọn là mình xả luôn để nó đâm tược mới. Rồi hôm nay mình sẽ xử lý hai cây này đây. Thì mấy cây này các bạn muốn làm rễ cho nó thì các bạn phải xả bỏ hết lá đi nha các bạn nhé. Những cái ngọn nào mà nó vượt dài quá các bạn cần thiết các bạn ngắt đi, xả luôn, xả ngọn luôn. Cái này các bạn có xả thì các bạn xả ngọn luôn nha các bạn nhé. Các bạn đừng có để ngọn. Tại vì nếu mà các bạn làm rễ cho nó, các bạn cắt ngọn nó đi rồi để từ từ để cho nó ra tược ra lá. Chứ mình đừng có để ngọn cho nó phát tược, nó phát lá sớm lắm. Nó phát lá sớm thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái củ nha các bạn. Thì mình cũng nghĩ là những cái ngọn này á, mình để thì trong cái thời gian mình phơi 1 tuần lễ thì nó vẫn phát triển nha các bạn nhé. Thì lúc đó ngọn của nó vẫn có vẫn vẫn bung bung lá ra được, nó vẫn có bung ngọn ra được. Cho nên á là đây, mình cắt đi luôn nè, cái này nó dài quá thì mình cắt bớt ngắn lại. Nó bung lá ra được thì nó sẽ hút chất ở cái củ này các bạn. Thì trong cái thời gian các bạn trồng lại á, các bạn trồng lại là nó rễ nó chưa có làm việc được. Đó, nó sẽ hút cái chất ở cái củ. Nó sẽ hút chất ở cái củ, nó làm cho cái củ mềm nha các bạn nhé.
nó chậm phát triển luôn. Có thể là những cái cây mà các bạn thấy là người ta cứ nhổ lên, người ta làm rễ cho nó có bị lỗ ở dưới củ á, thì mình nghĩ là có thể là do lúc mà lá phát triển sớm quá đó, lúc mà mình phơi là lá nó phát triển, coi như mình mới trồng xuống được khoảng 9-10 ngày gì á, là bắt đầu là những cái ngọn của nó là nó phát lá ra rồi. Tại vì trong thời gian các bạn tỉa như vậy để một tuần lễ các bạn phơi là lá của nó cũng muốn phun, nó những cái ngọn của nó muốn phun lá ra tiếp rồi đó, cho nên là nó sẽ lấy cái chất ở cái củ. Giờ mình coi cỡ nào thì mình xả luôn nha các bạn nhé. Đó, nó sẽ lấy chất ở cái củ, rồi đến lúc mà cái củ mà nó có rễ rồi á thì nó làm việc được, nó hút chất lên được á, thì lúc đó là cái củ nó bị cái đám ngọn á, cái đám lá ngọn á, nó hút, nó làm cho giống cái củ bên trong. Mình nghĩ nó là như vậy các bạn. Bởi vậy á, cứ mỗi lần mà các bạn mà xả tàn mà làm rễ á, phải cắt hết lá đi, mình cắt cả ngọn đi luôn nha các bạn. Mình thấy rồi, tại vì trong cái thời gian mà mình phơi một tuần lễ thì bắt đầu là nó chưa có, nó không có ngọn, nó không có phát triển được cái gì đâu. Còn mấy cái mắt lá thì may ra nó chỉ có hơi nhú nhú một tí thôi à. Nó lúc mà mình trồng lại á là nó không có ra lá ngay được. Còn nếu mà mình để ngọn đó các bạn, mình trồng xuống cái được ít ngày cái bắt đầu là lá ngọn của nó bắt đầu là phun, nó tuôn ra rồi. Đó, nó rào ào á, thì nó ra như vậy á, là nó chỉ có lấy cái chất ở cái củ thôi. Đó, các bạn nhớ vậy đó, là nó sẽ lấy chất ở cái củ, nó nuôi lá đó, cho nên là cái củ của nó bị mềm, bị yếu nha các bạn. Nó không có, có thể là nó bị rỗng ở giữa là do cái đây, nó bị rỗng ở giữa là do cái lá của nó, lá ngọn của nó hút đó. Thì bây giờ đó mình tỉa hết ngọn nó đi nè. Đó, mấy cái ngọn mà dài mình sẽ bấm bớt đi. Đây, cái cây này là cái cây mà kiểu hồi nãy mình ghép nữa các bạn. Nó cũng phát triển rồi, chứ mà nó không phát triển khỏe bằng cái nhánh bên này. Đó, ngày hôm nay là mình sẽ làm rễ cho nó. Rồi nè các bạn, thì mình đã rửa sạch bộ rễ nó rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cắt rễ nó nha các bạn nhé. Thì trước khi các bạn có cắt rễ nó thì các bạn lấy cồn nha các bạn. Cồn rửa dao đi cho nó sạch sẽ, để nó không có bị dơ, nó không bị nhiễm trùng. Giống như là phẫu thuật vậy các bạn. Cây này nhìn cái tháp nó lạ ghê các bạn, nhìn cũng hay hay. Vừa rồi nó có bị tổn thương này, nó bị hư ấy, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó cứng, nó lành rồi. Còn cái chỗ này là chỗ ghép.
cây này cho mình phải cắt dài cho nó xuống. Rồi các bạn cắt xong rồi các bạn gọt cái vỏ ở phía ngoài nha các bạn nhé. Đó, gọt chỗ này để mai mốt chỗ này nó ra rễ nè các bạn. Cái củ này mà làm không khéo là nó hư các bạn, nó hư cái này nè. Đó, nó dính có tí trên này rồi các bạn nè. Còn dưới này là nó muốn hở luôn này nè. Thì đó mình ghép đó là nó còn dính một tí xíu mà giờ đụng chạm mạnh là làm quả nó gãy này, phải cẩn thận. Nó muốn là ngon lành, nó không bị gì nữa thì có thể là để khoảng lâu quá nó mới lành hẳn, chứ còn bây giờ nó dính chỉ có được chưa được một nửa các bạn. Bởi vậy cái cây này làm phải cẩn thận, nó để nó ngã xuống cái là cũng mệt đó. Ngã xuống cái sợ nó là bị gãy các bạn. Thằng này thì nó hơi bị xấu đây, củ nó không được tròn, rễ nó mọc lên trên cao quá. Nó mọc trên cao thì giờ cái này buộc mình phải cắt cao rồi. Mình cắt ở dưới cũng được nhưng mà nó xấu. Thử cắt bên dưới coi xem sao. Kim cái cây kim tự tháp này mà nó ngắn quá cũng không có được, cũng không có đẹp các bạn. Cho nó phải dài dài xuống như này. Bây giờ muốn cho nó tròn nữa thì cắt trên này thì nhìn nó ngắn lắm. Chút xíu à. Thôi, buộc phải cắt bên dưới đi để nó xấu cho nó coi nó mai mốt nó làm sao thôi, chứ còn nó xấu là tại vì hai cái rễ này nó mọc sớm rồi. Nó làm ảnh hưởng đến cái chỗ dưới này. Bị xước rồi các bạn. Chắc không sao. Rồi. Xước tí chỗ này cũng sao. Làm rễ này có nhiều người, người ta bôi bôi thuốc này thuốc kia với lại bôi vôi các bạn, thì thấy người ta làm cũng thành công dữ lắm, nhưng mà mình thì mình không có bôi cái gì hết á. Chung ra mình làm mình thấy là không có bôi gì mà làm được thì mình cứ vậy mình làm. Còn có nhiều người mình thấy người ta bôi vôi hoặc là cái thuốc gì á. Mình cũng có cái thuốc mình bôi ấy, nhưng mà coi như mình không có bôi tại vì cái thuốc đó nó mắc quá, mình chỉ để dâm cành mình dâm thôi, chứ còn cái bếp này nó lớn nè nên mình làm rễ là nó hao lắm, cho nên mình không có làm, mình không có bôi. Còn cái này kỳ nhất là bôi keo nha các bạn. Các bạn bôi keo vô cho nó là nó không có khô được cái vết thương nữa đâu. Đó, coi như là nó cứ uống trong đó
mà nó gặp nước nhiều cái là nó bị thối rồi. Mình thử ra cái này là không, dứt khoát không bôi keo. Mình chỉ có cắt xong mình để vậy nè, nó để vậy cho nó thấm nó khô, khoảng một tuần sau mình lấy ra mình trồng lại. Thì vừa rồi mình có làm 7 cây đó, mình quay cho các bạn xem á, phát triển rất tốt nè các bạn. Đó mình cũng trồng lên cao nè, mình trồng lên cao một tí rồi để có mai mốt có gì mình mở cái này ra cái mình tỉa rễ nó trong chậu luôn. Đó cái mình trồng ngang ngang đây là cái mình lấy cái này mình cho lên trên là mình cho chất trồng vô. Chắc ít bữa nữa là mình thấy rễ của nó mọc ra đây đó các bạn. Đó, mình trồng lên cao để mình tỉa rễ trong chậu các bạn. Rồi, clip cũng đã dài rồi. Thì mình cũng chia sẻ với lại các bạn là mình các bạn mới chơi á. Thì cái clip mà mình làm rễ thì mình cũng làm nhiều rồi. Mình rễ bàn cho cây này cây kia cũng làm nhiều rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thì mình cũng truy cập lại mình làm cho những bạn mới biết chơi với lại những bạn mà cũng chưa có đàn máy á, để tham khảo nha nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn nào mình thấy video mình bởi thì nhớ đăng ký kênh cho mình nhé, ủng hộ mình. Và mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nhé. Rồi đó, đây là những cái cây mà mình làm được một tháng rồi nè các bạn, phát triển rất khỏe. Rồi còn đợt sau là mình trồng nó lại rồi mình sẽ chia sẻ cách mà mình chăm phân thuốc với nước gì cho nó nha các bạn nhé. Chứ còn cái nước cũng quan trọng lắm á, nếu mà không biết mà nước nó mà mình tưới quá là nó sẽ bị hư. Rồi mình xin chào.